Bạn Hoàng Linh á, bạn Hoàng Linh có yêu con không? Bà Hoàng Linh không yêu con nè. Thế? Ôi dồi ôi. Tại sao nhỉ? Tại sao bạn không yêu con? Đừng nghĩ cái này của mẹ, mẹ mắng đấy. Mẹ ơi. Ơi, thế bạn Hoàng Linh có đẹp không? Ủa. Thế bạn Hoàng Linh có quần áo đẹp không? Có. Có dép đẹp không? Có. Thế bạn không yêu con à? Mẹ không yêu con. Thế con có yêu bạn Hoàng Linh không? Có. Thế á? Tại sao con yêu bạn? Con thích bạn, con thích gì của bạn? Con thích đồ chơi của bạn. À, con thích đồ chơi của bạn Hoàng Linh à? Nên con yêu bạn à? Yêu bạn. Yêu nhiều không con? Có. Con yêu bao nhiêu Bạn phần? cũng không yêu con. Bạn không yêu con, còn con thì yêu bạn. Thế con yêu thầm bạn à? Con yêu thầm bạn. Ồ, tội nghiệp thật. Thế bạn có khóc nhè không? Không. Thế à? Thế Ngày hôm nay con đi học khóc nhè đây. Thế bạn Hoàng Linh có khóc không con? Không. Thế à? Con thích bạn không? Mẹ. Con yêu bạn Hoàng Linh bao nhiêu phần trăm? 100%. 100% luôn à? Thế á? Con yêu bạn Trạng Ninh 100%. Yêu bạn Hoàng Linh 100%. Yêu bạn Trạng Ninh 100%. Bạn nào nữa? Bạn Dạ Linh này. Thế có yêu Hoàng Linh không con? Có. Yêu cả Hoàng Linh và Dạ Linh à? Dạ Linh. Thế con yêu Hoàng Linh hơn hay Dạ Linh hơn? Dạ Linh hơn. Dạ Linh hơn. Thế Mẹ ơi. Con gì ơi?